Thôi tôi nói sơ thôi, vậy thì quý vị đành trở lại xác thân này nhé. Mình có ba cái thân, quý vị biết có một cái à. Và cái thân thứ nhất là dễ nhất, là cái thân ác ôn, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, là mắt, hai con mắt, hai cái lỗ tai, hai cái lỗ mũi, một cái miệng và cái sắc thân. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và cái gì? Cái ốc. Đây là bốn đường ác. Nó ăn cái gì ha? Nó dùng sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Cái miệng nó đói bụng thì cái tâm ác nó lo cho cái miệng. Nó đói bụng nó không chịu ăn cơm đâu, nó muốn ăn hủ tiếu, thịt bò bảy món thôi. Thì cái tâm này sai khiến nó, nó chiều theo cái miệng vì cái thói quen. Thói quen tôi ăn mặn quen rồi, bây giờ tôi ăn chay là không ăn. Có nhiều người ăn chay một bữa cũng không được, mà lại vô chùa thấy đồ chay là bỏ vậy. Có nhiều tài xế vô thấy đồ chay là đi ra xe kiếm chỗ ăn thôi. Tôi đi đi xe nhiều chỗ tôi thấy có tài xế không chịu ăn chay. Có một bữa thôi đi đó, Phật tử đãi vô trong chùa đồ ăn ngon. Ở Ngọc Trường đây thì đồ ăn sư cô nấu ngon, 7-8 món đồ ăn ngon mà không ăn. Cái thói quen ăn mặn quen rồi. Thì cái gì sai mình ăn mặn? Cái miệng hả? Ta lầm là chết. Do cái ý, do cái tư tưởng mình đã quen rồi. Ăn mặn nó quen, ăn chay nó lạc lẽo. Với ăn chay nó đói bụng lắm. Rồi mấy người mà quen ăn chay rồi ăn mặn không có được. Như tôi bây giờ mà vô hửi, vô mấy cái chỗ mà cứ quỷ lạo á, nhất là nhà trẻ với chỗ mà khất, khuyết tật rồi đó. Trời, tôi vô nhà bếp là tôi muốn ỏi đó. Tôi vô để khuyên mấy người để nấu đồ chay. Thì vô thịt cá không à, mấy bà chặt cắt cổ gà này kia tỉnh quéo. Tôi tội nghiệp, đâu biết rằng có quả báo. Nhân quả mà. Rồi sau này đó, khi mà có quả tới rồi mới biết khổ thì hết chạy đó. Thì mấy ông bà coi cái đĩa gì của cái cô gì đó, vì nghèo quá mới đi làm đầu bếp cho mấy cái nhà hàng lớn, dẫn dẫn nhà hàng Đồng Khánh nhà này kia đó. Tới chừng cái nghiệp nó tới rồi, có mình mấy cổ trổ ra, cái da cổ giống như da gà, nó nhức nhối vô cùng. Có cái đĩa đó, chính cổ nói à. Rồi cổ đi làm sư cô rồi mới hết đấy. Chính cổ nói cái đĩa tôi có nghe, lên xe tôi nghe, ông tài xế không bắt, ông không có biết đâu. Thì tôi thấy là cổ mới kể rồi đó, con đâu có biết. Tới chừng gặp sư cô giảng cho đó, con nghĩ là chết là hết, không có tội phước gì hết. Con nghèo quá mà, thì phải làm để nuôi hai đứa con đi học đại học. Vì con mà cha mẹ phải khổ, nhưng không phải vì có, vì có hiểu biết sai lầm. Mình có thể làm nghề khác. Từ khi cái quả báo đến rồi thì nhà mình mấy nó nhức nhối, nó nổi da gà, đủ thứ. Ông chồng ông thấy bà vợ xấu quá, xấu còn hơn con gà, nó nổi cả mặt mày hết. Ở đây ai mà có đi trật gì đó, cầu ngang, cầu kè gì đó, kỳ đó có cái cô đó cũng vậy, rồi trẻ đẹp lắm. Tôi thấy là bà mẹ đem cái hình tôi coi, hồi 15, 16 tuổi rất đẹp, đẹp gái. Mà tới 19, 20 rồi bắt đầu nó nổ, cái nghiệp nó tới. Tôi nói vô mình thấy con quỷ sao tôi chưa từng thấy, mà cổ là con quỷ. 100+ hột nổi lên tròn voi à, mắt, tay, mũi, lưỡi cả toàn thân mình. Mỗi một hột nó có một cái lỗ, nó xì thúi còn hơn chục chết. Mà tôi ở đây mà tôi không biết, trời ơi không biết, mà sư cô Đại Ninh xuống, vì nó có đăng báo vậy, mà tôi có coi báo đâu tôi biết. Rồi sư bà mới kêu đem xuống mấy chục triệu vậy đó cho gia đình đó. Gia đình nghèo sơ sát người Miên, ở gần chùa Miên, ở chỗ cái ông Trầm Bê vậy đó, gần đó, nhà gần đó. Thì tôi, sư cô lại thỉnh tôi đi, và sư bà nói xuống thỉnh sư Khang đi, để chứng minh thôi. Tôi vô tới đâu 6-7 sư cô, vô rồi mấy sư cô chạy ra hết. Nó thúi như cái nhà, như cái chết mà 10+ con. Rồi không lẽ tôi bỏ tôi chạy ra nữa, chịu không có nổi. Nhưng mình dẫn sư cô đi, mình bỏ ra thì mình cũng mất mặt. Ở lời đáng hửi. Hửi rồi phải nói chuyện với cổ. Mấy sư cô ra thì phải ra thôi đi. Ngồi ở trước cửa nhà, ủa?
mửa, hửi cái mùi chịu không nổi mà cứ ngồi ủa. Tôi thì hửi cái mùi tôi chịu nổi mà nghe cổ ủa cái mình cũng muốn ủa theo. Nó thúi quá trời. Tôi nói như ngài nói với sư cô đừng có ủa nữa. Ủa tôi chịu không có nổi. Cái mùi thúi rồi tôi chịu nổi mà mấy sư cô ủa rồi chắc tôi ủa theo quá. Ủa nhỏ nhỏ thôi, đừng có ủa lớn quá, 7-8 cô đang ngồi đó ủa, không cô vô nữa. Có bà mẹ tội nghiệp người mẹ nữa. Thương con ngồi bên nó cứ quạt hoài. Rồi thấy tôi vô mới cầm chai dầu thơm mới xịt. Mà dầu thơm nó pha với cái mùi thúi đó còn khó chịu hơn nữa. Thà là để thúi. Tôi nói bà đừng có xịt nữa, tôi chịu không nổi, xịt cho bớt thúi. Tôi nói thà là thúi nguyên chất. Còn thúi mà pha nó khó chịu lắm. Cái dầu thơm mà nó pha với cái mùi thúi nó không hết thúi. Mà cái mùi nó hỉnh hỉnh. Rồi tôi nói với bà nói cho bớt thúi. Tôi nói thôi bà cứ để đừng có xịt để tôi hửi cái mùi này. Tôi mới hỏi cô. Bây giờ cô thấy nhức nhối không? Cô nói nhức quá, Lục ơi, cho con, ông Lục chú nguyện cho con chết đi, chết liền bây giờ. Tôi nói chết là cô xuống địa ngục quá. Bây giờ cô phải thọ giới, phải niệm Phật, rồi phải ăn chay. Rồi một thời gian cô thành tâm đó thì Phật A Di Đà hiện. Thì cô gì với Phật? Nói giờ con lên núi con tu được không sư? Tôi nói lên núi thì có tiên, có chư thiên, hết phước cũng luân hồi thôi. Mà lên núi cô tu là cô phải có phước báo. Giờ cô làm ác lắm mới là bị như vậy đó. Cái nhân quả cô tới. Bây giờ cô phải trả nghiệp. Cô nói trả làm sao? Giờ cô quy Tam Bảo, cô niệm Phật. Cái niệm Phật cô không có chịu hiện không? Tôi nói thôi giờ niệm Phật A Di Đà đi nghe. Rồi tôi dẫn các bạn hộ niệm thật cho cô. Giờ cô phải ăn chay 10 ngày. Ông Lục ơi con ăn không có được. Tôi nói bây giờ ăn 2 ngày thôi. Cô nói cũng không được nữa. Rồi tôi muốn khóc á. Đã cái nước vậy mà ăn chay 10 ngày không được. Mà tôi năn nỉ riết rồi tôi nói thôi 2 ngày. Tập 2 ngày rồi 4 ngày. Cô nói cũng không được nữa. Con ăn mặn quen rồi. Rồi tôi đành chịu thôi. Chứ sao? Tôi nói vậy là cô không hết bệnh. Bây giờ cô chết là cô xuống địa ngục ngạ quỷ, tôi dám bảo đảm vậy. Cô phải ăn năn sám hối tới chừng nào chi đà hiện ra là cô thành tâm. Bởi vì một câu niệm Phật thì tiêu người muốn ức nghiệp lắm. Mà khi nào thành tâm mới tiêu được. Mà cái niệm Phật mà cô ăn mặn thì làm sao kết quả được. Mà cô nhất định là ăn mặn thôi. Tôi khuyên đã rồi tôi thấy mệt quá, rồi tôi xin về thôi. Thì đâu một nửa tháng sau, mấy sư cô Đại Ninh xuống nữa, có Việt Kiều giúp đỡ, đâu mấy chục triệu á. Xuống dưới để giúp đỡ cái bệnh cho cổ, rồi khuyên cổ ăn chay. Thì tôi xuống tôi khuyên rồi tôi thấy ở nhà vui một mớ heo, có con heo nái đâu, thành mười mấy con heo con. Tôi kêu é cái sao á, tôi mới hỏi bà mẹ cái nhu làm chi vậy. Bà nói làm để đãi mấy ông Lục. Tôi nói Lục đâu có đòi chay mặn gì, thôi bây giờ bà làm chay đi. Rồi bà cho tôi mấy con heo này. Ấy hôm ấy rồi bà bán cho tôi mua bất cứ giá nào. Vì đem xuống tôi mười mấy triệu lắm. Từ nay đó là tôi xin nói với bà đó, Phật tử nuôi bà cho tới chết. Có cái số tiền này gửi ngân hàng. Rồi có một cô gì ở chợ gần đó cách có 1 cây số mấy à. Cô lãnh là mỗi lần cô vô ngân hàng lấy tiền lời nó 200-300 ngàn tháng rồi bà đủ xài thôi. Cứ dài dài cho tới chết. Bà không chịu là không chịu nè. Tôi nếu bà lãnh cái tiền này nào bà phải bán heo cho tôi. Bà đừng có bán ấy, bà nói không, heo này đúng để làm trái tăng cho ông Lục sau khi nó chết. Tôi nói ông Lục thì chay mặn gì cũng được hết đó, cô nói không được, bà nói không được. Bà nhất định là bà phải giữ thôi. Tôi năn nỉ muốn tàn hơi cũng không được. Tôi nói nếu bà không chịu bán heo thì tôi đem tiền về ạ. À. Bà nói đem thì đem, trả lời thẳng vậy. Rồi mấy sư cô hỏi tôi giờ sao, sư tôi nói giờ đem về thôi. Chứ mình cho bà mình suối bà làm ác sao, bây giờ đem về. Rồi nói đem về là sao sư? Tôi nói giờ đem lại mấy cái chùa miên cúng hoặc là mua phóng sanh hoặc tới mấy cái chùa nào nghèo đó. Mấy cô nhà chùa giàu thôi nha. Chùa nào nghèo nghèo đó. Mấy ông Lục thì nghèo lắm. Có nhiều cái chùa ở trong quê nghèo lắm. Thì đem lại cho cô Tuấn rồi chia đi. Tới mấy chục triệu nào. Có tiền lớn quá. Việt Kiều mới gửi về. Còn một mớ cô mua phóng sanh cô hồi hướng cho cô này. Coi may ra cô chịu ăn chay với bà này chịu ấy không. Thì thôi câu chuyện còn dài tôi kể gì để mấy ông bà thấy rằng cái cuộc đời này khó tu lắm. Vì cái tập khí, cái thói quen, cái ghiền của chúng sanh rồi, chúng sanh không bỏ được. Thành ra sau khi Đức Phật đắc quả rồi, Ngài tính nhập diệt, Ngài tính chết. Rồi chư thiên mới hiện ra năn nỉ.
Thì Ngài nhìn ra cái ao sen trước thì Ngài thấy có những cái lá sen chìm ở dưới nước, những lá sen lơ lửng, những lá sen giọt lên. Thì Ngài biết có người hạ căn không tiếp thu được đạo Phật, có người trung căn thì mình phải thiết chết mồ chết tổ họ tu, còn thượng căn thì nói sơ sơ họ đắc quả thánh liền. Thì Ngài nói thôi, ta bắt đầu đi ra thuyết pháp. Ai có mắt thì nhìn bằng mắt mình, ai có lỗ tai thì nghe bằng lỗ tai mình, ai có lỗ mũi thở bằng lỗ mũi mình. Đừng nhìn bằng mắt Như Lai, đừng thở bằng lỗ mũi Như Lai. Thế mà bây giờ Phật tử cũng thở bằng lỗ mũi Như Lai, không có thở bằng mình. Cứ tin bên ngoài không à, không có tin mình. Đức Phật nói ta chỉ là kẻ dẫn đường, ta chỉ là cái bản dẫn đường, ta là một lương y đại tài, ta cho thuốc thì tất cả đều hết bệnh, nhưng mà uống hay không uống là mỗi người phải đảm nhận lấy. Thế mà chúng ta nói đắng quá, Như Lai Như Lai uống làm con. Bây giờ cái mình không tin mà đi tin cái hội Long Hoa tận thế và hội Long Hoa gì tùm lum hết, rồi giọt đi Châu Đốc để nghe pháp, rồi về cái sợ chết, rồi thọ giới kỳ rồi. Tôi dưới Trà Vinh thọ giới bốn mấy năm chục người, chưa từng thấy mà thọ đông vậy. Cả Thiện Nam, Thiện Nam đó giờ thọ giới cái này thọ giới sợ gì, sợ chết. Rồi nếu mà không tận thế mình chết không, cũng phải vô là thiếu, ai mà không chết. Rồi nếu mà tận thế rồi mình thọ giới, hỏi bà sư con thọ giới con chết không. Tôi nói bây giờ nếu tận thế người ta chết hết rồi, ông thọ giới ông không chết, ông sống mình ông chịu không? Mình sống ích kỷ quá vậy. Mình sống là sống với tất cả, thì mình an vui, tất cả an vui. Thế giới này là một thế giới của cộng nghiệp, nhưng mà trong đó có biệt nghiệp chứ. Biệt nghiệp là mỗi người, thí dụ bây giờ ở đây quý vị đồng lòng với tôi một cách tha thiết, một cách thành khẩn, quý vị xin Đức Quan Âm hiện đây, quý vị chắp tay niệm Phật cùng với tôi, thì nếu quý vị tha thiết hồi đây 5 phút Quan Âm hiện. Còn nếu tha thiết là 1 tiếng, mà nếu không tha thiết Quan Âm không hiện, thì Quan Âm đó là Quan Âm gì? Đức Quan Âm này hả? Phải mà không phải. Đức Quan Âm đó là do quý vị, là do Quan Âm, cả hai hết. Hãy có cảm thì có ứng, mà không cảm thì không ứng. Nhưng mà Đức Phật không làm cái đó, tôi cũng không làm, biết là làm thì được. Mà quý vị phải thành tâm, một mình tôi thì không được. Phải tất cả ở đây hết thành tâm, chấp tay lợi niệm Quan Âm, và xin Ngài hiện cho chúng con thấy. Thì nếu thành tâm thì 5 phút, 10 phút là hiện, còn ít thành tâm là 1, 2 tiếng, còn không thành tâm nữa, niệm bây giờ 1 tháng Ngài cũng không hiện. Vấn đề giảng sanh cũng vậy. Cái gì giảng sanh hay không là do quý vị, chứ đâu phải do A Di Đà, do Quan Âm. Tại sao có người chết giảng sanh, có người chết không giảng sanh? Cũng như nãy lại báo cho tôi biết là bà Quang chết có xá lợi. Còn sư cô đây thì tôi cũng chưa hỏi, không biết có xá lợi hay không. Có khi người tu không có xá lợi mà cư sĩ đâu có xá lợi. Ông ở Vĩnh Châu đó mà cư sĩ mới tu có 4 năm mấy, mấy ngàn hộp xá lợi. Đâu phải là tu lâu hay tu mau, đâu phải là niệm Phật nhiều hay niệm Phật ít, mà ở chỗ có nhất tâm hay không, có tha thiết hay không. Nhất tâm là gì? Là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm, còn tạp niệm chưa nhất tâm. Khó giảng sanh, nếu muốn giảng sanh phải có ba hội niệm. Còn khỏi cần niệm Phật nữa mà vẫn có tiếng niệm Phật. Thành đó quý vị tưởng là niệm Phật nhiều, Nam Mô A Di Đà Phật, có người nói niệm 4 tiếng không giảng sanh, niệm 6 chữ mới giảng sanh. Niệm Phật đâu phải niệm bằng miệng. Bây giờ tôi không niệm nữa, mà tôi giảng pháp quý vị mà tôi nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, tôi tắt thở liền, tôi vẫn giảng sanh, tôi có niệm đâu. Nhưng mà tôi niệm bằng cái ý. Tôi giảng giảng là tôi vẫn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, thì cái ý này là nó cảm thông với Phật. Thì nếu tôi chưa đắc thánh quả thì Phật phải hiện rước tôi thôi. Thành đối với vị đừng có tranh là niệm nhiều niệm ít, đừng có tranh là 4 chữ hay 6 chữ. Đó là cái miệng tôi đó, nó miệng với thân không quan trọng. Không quan trọng không có nghĩa là không cần nha. Người sơ cơ thì phải thân lại Phật, miệng niệm Phật, ý nó nghĩ tới Phật dễ dàng. Còn người cao người ta không cần thân, không cần miệng,
đó là ta đã tu cao rồi. Thành nó có người còn hỏi tôi, bạch sư con niệm Phật con lần không lần chuỗi được không? Có người nói không lần chuỗi là không giảng sanh. Tôi nói trời ơi, hiểu đạo Phật cứ hiểu vậy là chết. Bây giờ tôi không lần chuỗi nè, tôi cũng miệng tôi không niệm nè, mà cái tâm cái ý tôi luôn luôn nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, rồi trong không gian này có tiếng niệm Phật vang rồi từ cái linh hồn tôi phát ra, thì ban hộ niệm không ban hộ niệm tôi vẫn giảng sanh. Còn quý vị niệm Phật mà nghĩ tâm lum, nghĩ tới con, nghĩ tới vợ, nghĩ tiền bạc thì ngã quỷ ngay bây giờ, chết về ngã quỷ. Anh em là phải nắm cái tâm, mà cái tâm ở đâu nè? Thì thôi giờ chúng ta trở lại, cái tâm nó ở ngay trong sắc thân này. Nếu mà vị sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, thì cái thân này nó muốn thỏa mãn thì kêu là đoàn thực. Quý vị ăn cơm, ăn hủ tiếu, ăn bánh mì thì cái bao tử phải làm việc nó bóp, có thành phần mới ỉa ra cứt. Chết thì cái thây thú hoặc, càng ăn đồ bổ còn ngon chừng nào thây càng thúi chừng đấy. Không tin quý vị đi lại mấy người ăn mặn coi, nhất là mấy người nhậu, nó cái thân họ hôi rình. Ai mở nhà có ông chồng nhậu thì biết, ông say xỉn rồi về đỡ, ông có trời, nó hôi chịu không nổi. Nhất là họ mửa ra nữa thì chó nó chê. Rồi đó tôi có đi dạy gần mấy thầy giáo nhậu mà xua nhậu dữ lắm, mửa ra cả thao, tôi phải lấy cái thao đựng. Con chó này lời nó hửi rồi nó bỏ đi, nó hôi, mình chịu không nổi. Rồi một chút xíu họ dở kêu mà tả bánh lù vậy đó, đem cái rề xô lại đốt rồi để giấm với rượu trên đó nấu hơi sôi sôi, cái bỏ thịt bò vô, nó chưa chín là bắt lên ăn. Kêu tả bí lù ăn nửa sống nửa chín rồi nó ngon. Rồi gói này gói kia rồi ăn cái trứng vịt ung, vịt thúi khác, nó thúi quắc cái nó ung hỉnh hỉnh. Thúi thì không thúi mà thơm thì không thơm. Rồi nói với cái trứng vịt này, nổi hai trứng vịt lành là không đổi. Mà mình hửi mình chịu không có nổi. Từ đó tôi mới ăn chay trường luôn đó. Tôi đi với ông mấy lần, tôi đâu có ăn, tôi đứng ngoài. Ông ngồi trên cái rề xô, ông nào nấy phỏng đích hết. Tôi phải ôm ông tôi kéo ra, tôi tắt cái rề xô lại. Tôi nghĩ trời ơi, nếu mình nhậu nữa thì mình cũng giống vậy thôi. Đó là người điên chứ đâu phải người tỉnh. Ngay bây giờ là đã địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi. Ai mà lên cái rề xô nóng mà ngồi trên đó. Chỉ có những người nhậu, những người xỉn, nói xin lỗi những người sai, giống như người điên vậy. Nhất là mấy ông mà tài xế. Lộ không chạy, xuống dưới sông chạy và xuống dưới ruộng chạy. Thành ra 50 mạng người rồi giao cho tài xế hết. Nếu mà xuống ruộng, xuống sông một cái thì 100.000 kiếp không được làm người. Cái tội mà giết người nặng, mà giết tập thể. Thành ra chính phủ tôi sẽ không đề đó. Uống rượu say là không được lái xe thì đúng. Thành ra cái giới thứ 5 của quý vị không ghiền các chất sai, nhất là rượu. Thì quý vị cố gắng. Thì cái thân bên ngoài là cái thân của quý vị. Còn cái thân bên trong là quý vị để ý mới biết nha. Mấy ông người nào học lớp 12 thì biết. Bà có đi bác sĩ mổ thì biết. Đó là dây thần kinh. Con mắt thì có dây thần kinh. Con thần kinh gì? Thần kinh thị giác. Cái lỗ tai có thần kinh gì? Thính giác. Cái lỗ mũi có thần kinh gì? Vị giác, khứu giác. Cái lưỡi có dây thần kinh khứu giác. Và cái sắc thân có dây thần kinh xúc giác. Thì dây thần kinh này bị chết rồi, cái hơi thở không còn, nó chưa chết đâu. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân chết liền. Còn dây thần kinh phải 8 tiếng sau nó mới đứt. Thôi thì quý vị thấy đó. Thành ra người chết là không được liệm liền. Để 8 tiếng rồi mới chết thiệt mới liệm. Mà 8 tiếng nếu tay chân còn mềm đó, là dây thần kinh chưa đứt. Thì người này giảng sanh về cực lạc, giảng sanh về cõi trời. Mà nếu có phát nguyện nữa mới về cõi Phật. Còn mà tay chân cứng như khúc củi thì ô hô. Bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Quý vị thấy rất hay. Khoa học đâu có biết cái này. Cái này chỉ có duy thức của Đạo Phật mới biết được thôi. Rồi tôi nói sơ đó. Thì những người này đó không còn thích ăn bên ngoài nữa. Tức là phải giữ 8 giới. Trường trai tuyệt dục. Không có vợ chồng nữa.
và ăn chay trường. Một tháng 30 ngày chay, không thèm đồ mặn nữa. Thì họ do đó họ rất rảnh ràng. Ba cái giới sau là ba cái hạnh: không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp, không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ vui đâu yến tiệc. Từ nay không coi con truyền hình, không còn coi mạng nữa, mà coi cái mạng này lớn nhất. Và không trang điểm phấn son dầu hoa quần hàng lụa tươi tốt, cái đầu trọc mặc đồ nâu hoặc đồ lam, không có màu đỏ màu xanh gì nữa hết. Và rối rảnh như vậy thì mới trở về này được. Đi kiếm chỗ vắng, gốc cây hoặc căn nhà trống, hoặc ở bên bờ biển ngồi thiền. Ngồi xuống là niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 niệm Phật, khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, chìm đắm trong tiếng niệm Phật. Thì ngồi 7 ngày, 70 ngày, 70 năm, không cần ăn uống gì hết. Ăn bằng cái gì? Ăn bằng cái cảm giác hỷ lạc. Quý vị ngồi, quý vị biết, tôi cũng chưa tới 7 ngày, mà 7 giờ thì có, 7-8 tiếng thì tôi có. Không tiêu tiểu, không gì hết, thì cái cảm giác, cái nhị thiền đó là quan trọng. Định sanh hỷ lạc. Khi tôi niệm Phật, tôi giữ giới, cái đó phải giữ giới kỹ à. Thì cái tâm an, thì cái thân an, thì cái tâm nó sẽ mừng, là hỷ. Thí dụ quý vị khát nước, lợi tới đây hỏi trụ trì có nước không? Tụi con đi xa quá, ở Càng Long, ở Vĩnh Long, ở Sa Đéc xuống đây, trời nắng quá, khát quá, sư cô nói không có nước thì khát. Cô nói có mà nước dừa lá xê nữa. Thì mình bắt đầu mừng, cái thân bắt đầu đã khát, nhưng mà có uống đâu. Thành ra cái thân an, biết cái thân mình sắp đỡ đã khát thì mình mừng, nhưng mà chưa có uống đâu. Rồi sư cô mới nói Phật tử đem ra đi, mấy bà khát quá rồi, đem mau mau đi vô trong tủ lạnh lấy nước dừa lá xê ra. Thì mấy bà bắt đầu uống vô, trời ơi nó mát từ đầu cho tới ruột gan, không biết mình ở đâu, mất cái thân. Thì cái này là thân vui, tâm vui, thân với tâm dính một. Thì cái niệm Phật tới giai đoạn này là ngon đó. Mà cái này là cái thường thôi. Còn mà câu niệm Phật hiện ra rồi, không cần niệm nữa, và chìm đắm cho câu niệm Phật, chỉ còn câu niệm Phật tràn hết cả thân thể, mất thân. Thì cái này quý vị ngồi 7 tiếng, 70 tiếng cũng được. Hồi đó tôi không biết, tôi ngồi có 7-9 tiếng rồi tôi xả thôi. Vì mình còn nghĩ tới đi bác, còn nghĩ tới Phật tử. Mình ngồi không biết đúng hay không, vì đó không có giáo pháp, tôi không có rành giáo pháp. Rồi sợ mình chết bậy. Tôi có nhập định đâu có đói khát gì. Mà xả ra rồi đó, 9 tiếng mình coi chừng 5-10 phút thôi. Cái thời gian lúc đó bây giờ mình không có ý thức được. Thì quý vị nào có ngồi thì biết. Thành ra cái này kêu là cõi trời sắc giới. Đó là cái thân thứ hai. Quý vị không còn sống với thân bên ngoài. Chừng đó quý vị ăn uống là quý vị qua thôi. Quý vị không có ghiền những cái thịt bò hay là đồ mặn này nữa. Thịt, đồ chay quý vị cũng không thích luôn. Thích với cái vị ngọt cam cam của nước cam lồ. Cái hỷ lạc trong sắc thân này có đó, nó sướng còn hơn là cái đồ ăn bên ngoài. Thì cái này kêu là sắc thân thứ hai. Ai có tu thiền mới biết. Còn cái này kêu cõi trời sắc giới. Còn hồi nãy kia là cõi dục giới. Dục là còn ham muốn thỏa mãn cái thân bên ngoài, kêu là phù trần căn. Cái thân quý vị dễ thấy lắm. Thì chết quý vị chết nguyên con là phải hôi thối. Là cái thân này hôi hám, nhất là người ăn mặn. Người ăn chay thì ít hơi hơn. Quý vị để ý người ăn chay, nhất là người ăn Osawa số 7, cái phẫn như cái mồ hôi không có hôi. Còn quý vị ăn chay mà thích ăn dầu, quý vị thấy cái mồ hôi mình dầu không, cái mùi nó khó chịu lắm. Còn quý vị ăn muối đó thì mồ hôi muối, ăn cái gì là có cái đó. Anh đâu quý vị phải để ý. Ông nào mà ăn muối thì tôi là không có ăn dầu, chiên dầu rồi là tôi không có ăn. Ăn dầu sống thì tính toán tôi mới ăn thôi. Tôi ăn muối chiên một, trong mình tôi muối không à. Con mắt tôi cũng nhỏ bằng nước muối, lỗ tai cũng nhỏ, lỗ mũi cũng nhỏ bằng nước muối, và ngậm cũng mạnh bằng chanh muối. Ăn là tôi ăn nước tôi muối, trong mình tôi muối không. Thành ra mồ hôi tôi, mồ hôi muối nó trắng cái y hết, cái muối đó thôi. Còn quý vị ăn dầu, nhất là hồi đó tôi không biết đó, thì có cô ăn, cô én gì đó.
Cô đi mua sữa dê cho tôi uống. Bé Osawa nói sữa dê nó bổ lắm, nó dưa, còn sữa bò nó ấm. Trời, uống vô hai bữa sau nó hôi cái mùi dê. Cái mồ hôi ra nó hôi cái mùi dê, cái lông dê. Tôi nói trời ơi không được, tôi nói ngưng đi cô ơi, hôi cái mùi dê. Thành ra quý vị để ý, mấy người ăn mặn thường dễ hôi lông nách, chịu không nổi, mà trên gió mà dưới gió là muốn chết luôn. Thành ra quý vị phải nhớ mình ăn cái gì là con người mà ra cái nấy. Càng ăn mặn, càng ăn thịt chó, thịt heo, chừng nào cái phẫn không nổi. Mọi người ăn đồ bổ nhiều thì chết nó thúi còn dữ nữa. Thành ra chúng ta thấy con chuột chết mà ít thôi mà người ta chết là hôi. Mà người ăn chay chết ít thôi mà người ăn mặn chết thôi. Nước tiểu cũng vậy, phẫn cũng vậy. Thành ra mình phải cố gắng cử món ăn. Còn những người nhập định được thì họ không có mùi. Có nhiều người có mùi bông sen. Thì quý vị coi trong kinh đó, mà người ta cũng vậy. Có nhiều người lợi mình thấy có mùi mồ hôi họ rất là thơm. Có thơm mùi bông sen là những người đã tụng kinh Pháp Hoa nhiều. Và cái tâm, tụng bằng cái tâm nha. Đây là tôi nói cái thân, còn cái tâm mới quan trọng nữa. Nếu mình có những cái tư tưởng tốt, lành, mình nghĩ tới cõi trời, nghĩ tới cõi cực lạc, thì mình sẽ có cái mùi bông sen. Vì cực lạc là toàn sen, thân mọi người đều là sen hết. Thành ra mình thấy người đó lợi gần, mình đứng dưới gió mình thấy có cái mùi thơm như sen. Rồi họ chết họ lại có cái mùi thơm sen. Là cái triệu chứng không tin quý vị đi hộ niệm với gần những người có tu. Và cái hào quang của họ nữa. Những người mà có cái tư tưởng ác đó, quý vị không thấy đâu, cái hào quang chung quanh là màu đen thui, hắc ám. Thì quý vị đến là quý vị sợ. Nhất là những người đánh người, nhất là công an hoặc là mấy tây xì ke ma tí trộm cút. Đứng xa thì sợ mà đứng gần thì run. Còn những người có tu quý vị đó, đứng gần quý vị thấy mát mẻ vô cùng. Cái hào quang màu đỏ là những người hay sân. Hay sân giận là mình lợi gần họ mình thấy nóng nảy, họ phát ra như là lửa. Còn những người hào quang màu trắng là chư thiên quý vị giữ giới kỹ. Còn tiên đó thì hào quang màu xanh. Còn Phật thì màu quang màu vàng ánh. Thành ra quý vị lợi tới là quý vị thấy hấp dẫn. Cũng như là La Hầu La mà chạy ra, trời ơi sao con thấy mát mẻ quá, còn đứng hơn cây ở trong đền vua mà không mát bằng đứng gần Đức Thế Tôn. Thì cái hào quang chúng ta kêu là cái nhân điện, hay là kêu Phật lực, nhân lực, thiên lực và nguyện lực của Bồ Tát. Tới Phật lực Như Lai thì nó mát mẻ cả mấy cây số. Thành ra lợi một người đó, mình mà thính cái lỗ mũi, mình ngửi mình biết người này có tu hay không. Mà ăn mặn một cái này nó hôi vô cùng. Thì quý vị cố gắng. Đây là tôi nói sắc thân thứ hai. Còn sắc thân thứ ba thì là sống bằng cái ốc, không có thân. Đây là cõi trời vô sắc giới, tứ thiền và tứ không. Tứ thiền là có sắc thân mà không xài thân, có cảm giác không xài cảm giác, chỉ xài cái ốc thôi, tức là hiện tại lạc trú. Thì đây tôi giảng sơ thôi. Còn khi đó thấy là cái sắc thân chướng ngại, bỏ sắc thân, đi vào bốn cõi không thân, hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Khi khác tôi giảng, đây là không có sắc thân nữa, sống toàn bằng cái tư tưởng. Tứ thiền thì có cái ốc, không có sống bằng cái thân mà sống bằng cái ốc tưởng tượng. Thì cõi này là không có ăn bằng đoàn thực độ ăn, không có ăn bằng cảm giác, mà bằng cái mông lung, cái bao la của tư tưởng. Quý vị biết tư tưởng không? Biết cảm giác không? Biết sắc thân không? Mắt tai mũi lưỡi là sắc thân hôi thối, dính vô đó là dính bốn đường ác, đó là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, khen ngon, chê dở, ăn tùm lum, rồi chết thối tùm lum. Còn sắc thân thứ hai là ăn bằng tất cả những cảm giác. Cảm giác là cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ, không khó. Nhưng mà quý vị ăn cảm giác thì có giảm giác dễ chịu thôi, cảm giác khó chịu bị đè xuống. Tức là sống bằng các dây thần kinh, thì các vị không có ăn uống bên ngoài nữa. Còn nếu xả ra mà có ăn thì quý vị ăn một cách tầm thường, không có ghiền nó nữa.
Thầy thấy mấy người mà tám giới họ mà ngồi thiền rồi đó không? Ra cái ăn uống họ nhẹ, đồ nào họ cũng ăn được, ngon dở rồi cũng được. Họ không khen ngon mà không chê dở. Họ ăn mà họ không có chú ý tới mấy. Họ cần tìm chỗ vắng họ ngồi xuống, họ niệm Phật đó chìm đắm trong cái cảm giác hỷ lạc. Còn tới cõi trời vô sắc thì sống bằng cái óc, bỏ óc luôn, kiếm chỗ khác nhập định một năm, hai năm, mười năm, ngàn năm. Nhưng còn nằm trong vô thường, vô ngã, khổ đau thì nhàm chán rồi trở ra rồi rớt xuống nhập lại không được. Thôi tạm nhiêu đó là tam giới, không phải là đạo Phật. Còn đạo Phật thì sống không xác thân, không cảm giác, không tư tưởng, mà sống bằng cái Phật tánh, cái bất tử. Nhà bất tử ở đâu? Ở ngay trong xác thân, ngay trong cảm giác, ngay trong tư tưởng. Thì cái đó khi khác tôi giảng thì chúng ta thấy nó cũng đầy thôi, nhưng mà cái cách nhau thì đây là qua nhập lưu. Tôi nói một cái sơ đó, thí dụ như quý vị đi đứng, ngồi, nằm, ăn, mặc, nói, làm, thức, ngủ, sống, chết, đây là xác thân không à? Không có cảm giác. Thì quý vị đi, quý vị nói tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, chứ tôi này là tư tưởng. Nó xen vô, nó biểu cái thân phải đi. Vừa qua nhập lưu tức là thánh nhân đó. Đi thì biết đi. Cái thân đi chứ không có tôi đi. Tôi lặng lẽ nhìn cái thân chuyển biến. Thân đứng, thân ngồi, thân nằm, thân chết. Còn cái biết là không chết. Tôi đi mau thì thân đi mau, chứ cái biết không có mau. Nha, thì đắc quả thánh thứ nhất là nhập lưu, biết rõ toàn diện xác thân. Còn nếu thân tôi đi, tôi tập trung vào tôi là tôi không biết người khác, gạt hết. Còn nếu tôi lặng lẽ lắng cái thân đi, nha, cái thân đứng, thân ngồi, thì tôi biết hết thân mọi người. Thân trâu, bò, heo, chó đều chuyển biến, mà trong đó không có cái tôi, chỉ có cái biết. Và tất cả trâu, bò, heo, chó người ta đều phát hiện từ cái biết lặng lẽ của tôi. Thôi đại khái vậy. Rồi cái đó là đắc quả thánh thứ nhất. Quả thánh thứ nhì là biết về cảm giác. Thì cái này sâu hơn. Nó không phải là xác thân nữa, mà nó là dây thần kinh. À, tôi có cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ không có. À, cảm giác của tôi dễ chịu, cảm giác tôi khó chịu thuộc về người trời. Lấy cảm giác làm tôi luân hồi. Rồi cảm giác dễ chịu khởi lên, tôi biết cảm giác dễ chịu, tôi là cái biết chứ tôi không phải là cảm giác. Dễ chịu là cảm giác chứ không phải là cái biết. Thì cảm giác nó trở thành khó chịu, tôi biết cảm giác thành khó chịu, cái biết không có khó chịu. Có nhiều cảm giác, tôi biết có nhiều cảm giác, mà cái biết tôi không có nhiều, nó cũng có một thôi. Thì cái biết xác thân, cái biết cảm giác cũng giống hệt nhau, nhưng mà khác. Là cái biết có xác thân có 1/4, có biết cảm giác nó liên tục tới 2/4. Thì tôi đắc quả thánh thứ nhì. Thôi đại khái vậy thôi ha. Còn tới tư tưởng, rồi tới ý chí, rồi tới A-lại-da, thì cái này cao. Tức là ý chí A-lại-da là phải giảng khác. Còn xác thân, cảm giác, tư tưởng thì dễ dàng. Còn mặt na là ý chí và kinh nghiệm kiến thức thì nó khó ạ. Cái này nó chuyển biến chu kỳ mà sát na. Còn cái này chỉ có chu kỳ thôi. Thì đại khái đó là đạo Phật. Thì khi nào gặp nhau tôi sẽ giảng lại. Ít nhất quý vị gặp tôi cũng 30-40 lần. Mà muốn qua cái này thì quý vị phải hiểu cái sắc thân bên ngoài cho nó rõ. Sắc thân bên trong. Rồi sắc thân không trong, không ngoài, mà sống bằng cái mông lung của tư tưởng. Khi hiểu được cái đó, nếu hiểu sắc thân bên ngoài thì quý vị mới đắc quả thánh thứ nhất. Còn hiểu sắc thân bên trong thì quý vị đắc quả thánh thứ nhì và thứ ba. Còn khi hiểu cả tư tưởng của quý vị thì quý vị mới toàn vẹn đắc A-la-hán. Thôi đại khái như vậy. Thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin tóm về cái buổi giảng pháp hôm nay, là tôi cầu mong cho quý vị làm sao cố gắng đắc quả thánh thứ nhất, tức là nhập lưu. Nhưng mà thời buổi này không đắc nổi đâu.
Thì Đức Phật Thích Ca nói thời chánh pháp thì người ta đắc nhiều á, tức là có 500 năm thôi. Rồi thời ngạc pháp là 1.000 năm thì đắc vừa vừa. Còn thời mạt pháp này đó, 10.000 năm, 100 người đắc 1-2 người, sợ không có nữa. Nhưng Đức Phật Thích Ca mà rất là từ bi, từ bi. Rồi nói thôi, nếu không đắc thì chúng sanh lẫn quẩn hoài. Mà ta ra đời đó là ta không muốn các sanh, chúng sanh sanh về người trời nữa, mà ta muốn các thanh chúng sanh phải thành Phật thôi. Mà thời buổi này làm sao thành Phật? Cuộc đời vật chất nó lên ngút trời, mà tâm chúng sanh là tâm ham muốn, càng khát nước chừng nào, càng uống nước muối chừng nấy thì càng khát thêm. Ngài mới bày ra pháp môn tịnh độ. Thôi các con chỉ nhất niệm thôi, mà nếu con nhất niệm về cõi trời tự lực, bây giờ các con phát nguyện nữa thì A-di-đà sẽ độ các con về giáo hội của Ngài. Thì 100 người về đó, 100 người thành Như Lai. Lời có thật cái ca cho phải của tôi. Thì chúng ta phải rành pháp môn tịnh độ là giới, định, huệ. Mà giới đó kêu là hành, định là tính, và huệ là phát nguyện. Thì nếu chúng ta có niệm Phật, có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì nhất niệm tự lực chúng ta phát nguyện thì Đức Phật già hiện ra tiếp dẫn. Nếu Ngài từ chối quả Như Lai. Còn nếu tạp niệm thì sao? Thế Tôn thời buổi này mà Ngài biểu dứt niệm cũng khó rồi, vô niệm thì khó rồi. Ngài biểu nhất niệm mà con thấy cũng khó nhất niệm. Trời ơi, khỏi niệm Phật mà vẫn có tiếng niệm Phật, làm sao làm được? Ở pháp hội này ai làm được? Chắc chừng vài người. Bây giờ ngồi đây mà muốn niệm Phật khỏi cần niệm, thì trong linh hồn có tiếng niệm Phật phát ra, thì con lắng nghe tống nó vô. Thì đây là nhị thiền định sanh hỷ lạc. Con tự lực sẽ sanh về cõi nhị thiền của sắc giới. Còn con phát nguyện nữa thì ai già tiếp dẫn khỏi còn ba hồi niệm. Nhưng mà làm sao làm được? Thì chúng ta thấy dễ vậy mà làm không được. Bây giờ con tạp niệm mà làm sao Đức Phật Thích Ca? Con muốn giảng sanh, con không muốn về cõi trời đâu. Ngài giảng con biết con sợ cõi trời lắm, hết phước là con cũng lẫn quẩn thôi. Đức Phật từ bi vô cùng. Thôi tạp niệm vẫn giảng sanh, nhưng phải có điều kiện là các con phải gần gũi nhà chùa. Phải, nếu không có nhà chùa thì con phải lập cái ban hộ niệm. Bởi vì một người giữ năm giới đó, một giới 36 vị thần và chư tiên ủng hộ, thì năm giới 108 vị. Thì nếu được chừng 10 người, 20, 30, càng đông càng tốt, phước chúng như hải, thì những người này sẽ làm cái bích tông đẩy con. Dù con tạp niệm con cũng được nhất niệm, mà chỉ nhất niệm cái giờ hấp hối thôi. Hít vô thở ra mà nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật A-di-đà, lập tức giảng sanh chỉ cái sát na cuối cùng. Được không? Nếu không được nữa thì thôi. Chứ giờ Như Lai biết làm sao bây giờ? Bây giờ con tạp niệm con tối quá Như Lai ơi, vì kiếp trước con thiếu tu hành. Bây giờ nhà nghèo con đông, con phải chạy ăn từng bữa tốt mồ hôi, con đâu có đi Phật thất được. Con bị tại gì bởi? Chứ người vậy là tôi ghét nhất. Làm gì làm mình nhịn đói không chết, mà nhịn niệm Phật thì chết liền. Chết liền là sao? Là còn sống mà ở địa ngục, thì kể như sống mà như chết. Thành ra mình phải được cái này mất cái kia. Có nhiều người đi nghe Phật và pháp phải đóng cửa một bữa, thì đóng cửa nó mất tiền bạc. Mất tiền bạc mà mình được giảng sanh, cái nào quan trọng? Bây giờ cho 10 tỷ bỏ niệm Phật, mình thà là bỏ 10 tỷ. Đói 100 ngày chưa chết, mà thiếu niệm Phật là ở địa ngục ngay bây giờ. Thành ra Phật tử phải thấy cái quan trọng của vấn đề pháp lý. Thầy của chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh. Trâu bò heo chó mà nếu không có pháp lý, vĩnh viễn đời đời ở địa ngục. Không có pháp lý thì cõi đời này không có gì hết. Mà pháp lý có hai cái, pháp sắc na và pháp chu kỳ. Pháp sắc na mới là tịnh độ, còn pháp chu kỳ là quế độ. Thì chu kỳ mà về sắc na về không được, thì Ngài nói về chu kỳ. Mà chu kỳ con cũng không được nhất niệm, có tạp niệm.
Thì bây giờ nhờ Ban Hộ Niệm, nhất là người khai thị, nếu có chùa con đến chùa, không có chùa con cùng với Phật tử rủ nhau tạo cái ban hộ niệm. Ban hộ niệm thì dễ thôi, ai vô cái A Di Đà Phật là được. Nhưng người khai thị khó ạ. Khai thị phải có giáo pháp, mà tôi đã viết sẵn có 4 điều thôi. Một là mình giảng cho người hấp hối biết, chị hay mẹ hay anh phải chết, xác thân này phải còn phải chết, nhưng có một cái không chết, nó nằm trong xác thân quý ông quý bà. Cái đó tức là nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, nó mượn cái óc để nhớ nghĩ. Mà cái óc không phải nhớ nghĩ, cái óc giống như cái ống loa, mà cái nhớ nghĩ là làn sóng linh hồn. Làn sóng linh hồn mượn cái óc để nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Cái này khoa học lầm nha. Hồi tôi đã học lớp 12, khoa học nói mà mấy nhà bác học giỏi là cái óc có nhiều làn xếp. Tôi cứ đinh ninh như vậy, tới chừng vô duy thức nào không phải. Cái làn xếp đó là cái ống loa tốt. Cái tiếng nói mà muốn lớn đó thì phải có ống loa tốt. Nhưng mà nếu làn sóng yếu thì tiếng nói cũng nhỏ xíu. Còn nếu mà cái làn sóng mạnh mà cái ống loa yếu thì cũng nhỏ xíu. Phải cả hai hết. Nhưng mà cái nào quan trọng? Ống loa hư thì đổi ống loa khác. Làn sóng cúp rồi không có tiếng nói. Thành ra cái linh hồn là quan trọng hơn hết. Cái gì phải nhớ chỗ đó. Thành ra muốn giảng sanh đó thì mình phải giảng cho người chết biết rằng quý vị không chết đâu, chỉ chết cái thể xác thôi. Còn cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng không chết. Quý vị đừng nhớ cha mẹ, đừng nhớ con cái, đừng nhớ tiền bạc, mà chỉ nhớ A Di Đà. Quý vị cảm cái nào thì cái đó hiện ra với quý vị. Mà cảm một cách tha thiết. Mà không tha thiết được thì sao? Có Ban Hộ Niệm nói nhắc. Ban Hộ Niệm không phải một người mà cả 50-70 người, càng đông thì càng tốt. Thì phước chúng như hải mà cái định lực người ta năn nỉ mình thì mình sẽ nhất niệm thôi. Mà nhất niệm có cái hít vô không thở ra dễ dàng như vậy. Nói Phật Thích Ca ơi, cũng khó làm, con không có, trời con làm không được. Mà không được thì xuống địa ngục. Chứ giờ biết làm sao, giờ cái từ bi ngày tới đây là hết rồi. Mình nhất niệm thì giảng sanh, giờ con nhất niệm cũng không được nữa. Thì nhờ Ban Hộ Niệm, bây giờ nhà con ở xa, đó không có ai tu hết. Mình phải bỏ nhà mình dời thôi. Một lần dời nhà là một lần cháy nhà, cháy 100 nhà cũng được. Miễn mình giảng sanh thôi. Chúng ta nhớ Mạnh Mẫu đó ha. Mà dạy Mạnh Tử tới thành thánh nhân, phải dời nhà 3 lần. Người đời mà tao còn làm vậy mà huống gì vấn đề giảng sanh là vấn đề quan trọng. Mình cứ bị tại vì bởi hoài thì bây giờ nào có đi. Bây giờ có cả 100 tỷ đi, mà chết xuống địa ngục mấy ông bà chịu không? Bây giờ mà sống nghèo bữa đói bữa no mà chết giảng sanh mình chịu không? Do cái hiểu biết của mình chứ. Thành đã lợi với tôi bị tại vì bởi là tôi đuổi về. Con để cho con cái nó lớn, nó có gia thất rồi con mới rảnh con đi Phật thất nghe sư thuyết pháp rồi con bắt đầu mới niệm Phật. Tôi nói về đi. Rồi chừng đó vô lò thiêu niệm Phật luôn. Mình làm như cái số phần này mình biết chừng nào chết vậy. Nếu mình biết được là đắc quả rồi. Quý vị ngồi đây 5 phút bây giờ, tôi đang thuyết pháp bây giờ tôi chết liền được không? Thì cái dĩ nhiên vô thường mà cái chết nó không hẹn ai hết. Thành đã hiểu rồi, lập tức ngay bây giờ phải thực hành thôi. Mà mấy vị muốn là được. Tôi bận rộn quá nhưng mà con thu xếp. Ê, Phật thất là con cũng phải ráng đến nghe. Con không đi niệm Phật được thì có đến 2 giờ nghe Pháp thôi. Một tháng thì ở Tịnh Xá Ngọc Vân có 2 ngày. Rằm 30, 10 giờ tới 12 có 2 tiếng lộ. Để đóng cửa lại thì mất tiền bạc. Buôn bán mở cửa, giờ đóng cửa thì mất tiền bạc với mất cái niệm Phật, cái nào quan trọng? Tôi nói là tam thiên thất bảo nhạo thí di đa, tiền bạc dầu báo, vàng bạc lưu ly bảy báo, cả đầy tam thiên tại thiên thế giới, không bằng nghe một câu pháp. Chúng ta phải hiểu vậy, câu pháp giúp cho mình chấm dứt sanh tử. Còn tiền bạc lắm quá là mình ăn rồi kiếp này, rồi chết rồi có 2 bàn tay trắng. Vậy một lần nữa tôi khuyên Phật tử cố gắng, chúng ta phải làm sao đầy đủ thiện căn.
phước đức nhân duyên. Thiện căn là phải chịu niệm Phật, mà chịu niệm Phật là phải hiểu tại sao mình niệm á, để rồi người ta bác cái kia mình chớ giới. Phước đức là mình phải đi hộ niệm giúp người ta, gieo nhân gì thì quả đó, nhân mà giúp người ta hộ niệm cho người ta chết thì mình chết thì ban hộ niệm tiếp mình. Còn thiện căn là phải độ trong gia đình, gia đình đồng ý giúp mình niệm Phật thì mình giảng sanh. Thôi cuối cùng là có bấy nhiêu thôi. Vậy trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng xin cho sư cô Tỳ Kheo Ni Liên Minh đến nghe bài pháp này. Nếu đã giảng sanh thì thôi, thì nghe bài pháp giảng sanh cao hơn nữa. Còn nếu đã chưa giảng sanh thì cô phải cố gắng tập trung niệm Phật. Rồi ở tỉnh xá này có ban hội niệm, thì cô niệm A Di Đà. Chừng nào Ngài hiện ra, Ngài cầm cái bông sen trên tay. Cái bông sen này không phải là sen ở ngoài nha. Sen này là hào quang kết tụ lại. Cái sen của sắc na, sen của Phật Di Đà tạo ra quá xanh. Còn quá xanh của cõi trời sắc giới vô sắc là khác, bằng tư tưởng. Cái này bằng trí tuệ, tôi không có thì giờ giảng. Thì sư cô bữa nay phải giảng sanh thôi. Còn nếu đã giảng sanh rồi, sư cô giảng sanh cao hơn. Nếu mà hào phẩm trung sanh, thượng sanh thì bây giờ qua trung phẩm. Thì nói là riêng sư cô, còn ở đây Phật tử đây cũng sẽ tới mình thôi. Người đi rồi lần sang phiên ta thì quý vị cũng phải chết thôi, tôi cũng chết. Thì tôi về Cực Lạc trước, tôi chắc không lâu, tôi ở đó tôi đợi đấy. Mà không có là tôi trở lại đây tôi kiếm tôi nhận xuống sình. Tại tôi hỏi ở đây khổ không? Nó con khổ quá, khổ tại sao không về? Nó con không biết đường về, tôi nhận còn sâu nữa. Tôi đã giảng hết sức rồi. Vô niệm mới giảng sanh. Vô niệm không được thì nhất niệm. Nhất niệm thì về cõi trời. Về cõi trời thì phát nguyện A Di Đà tiếp dẫn. Còn tiếp tạp niệm nhờ ban hộ niệm, nhờ người khai tỷ. Nó con không được tạp niệm nữa thôi đấy. Tới đây là hết. Thành đã yêu cầu quý vị làm sao có niệm Phật. Đó là thiện căn. Phước đức là đi hộ cho người ta. Nếu mình giỏi pháp lý mình khai thị luôn. Rồi nhân duyên là phải độ gia đình nữa. Thì đủ ba điều kiện này thì chắc chắn 100 người giảng sanh hết 101 người. Thì thôi, trước khi dứt lời một lần nữa, tôi cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như sư cô đây đều và toàn thể pháp giới chúng sanh đều chống giảng sanh Cực Lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy tăng người thừa chỉ cả thay Thế Tôn truyền bá đạo màu. Tỳ duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Thật là một phúc duyên cho đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Trường chúng con. Hôm nay là ngày từng thất thứ tư của sư cô Minh Liên, cũng như ngày tu trong cái ngày 17 hàng tháng. Mặc dầu Phật sự đa đoan, sức khỏe của sư ngày càng yếu, nhưng đối với những người con Phật, lúc nào sư cũng tâm nguyện và lúc nào cũng tha thiết để nhắc nhở chúng con trên bước đường tu học giải thoát. Đối với ân đức cao dày đó, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm những lời sư dạy qua những bài giảng trong sắc thân không đầy hai thước mà sư đã giảng, trong đó có Phật, Pháp và Tăng. Chúng con nguyện thân tập sống chung nhau, ý hòa chẳng nói câu mâu nghiệp nhiều. Thân hòa tập sống chung nhau, khẩu hòa chẳng nói câu mau nghiệp nhiều, ý hòa vui vẻ kính yêu, giới hòa đồng dự những điều lợi răng, kiến hòa đồng dạy sở năng, lợi hòa chia sớt công bằng của chung. Thì chúng con nguyện trong cái bài giảng của sư đã nhiều lần sư đã nhắc nhở chúng con, giờ phút này chúng con xin thành tâm và nguyện để cố gắng tu tập hầu đền đáp phần nào đối với công ơn của sư đã giảng dạy đã nhiều tháng qua. Và trước khi đại giờ rầu cơm, chúng con kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia lực hộ trì cho sư cùng tất cả đại chúng được đầy đủ sức khỏe để dìu dắt chúng con trên bước đường tiến tu giải thoát.
và mãi mãi là những bóng cây để cho chúng con nương tựa. Và trong cái buổi lễ, mặc dầu chúng con đã cố gắng hết sức nhưng không sao tránh khỏi những điều sơ thất, ngưỡng mong sư của tất cả chư ni lượng tình quan hỷ cho. Và giờ này chúng con cũng xin cảm ơn những quý Phật tử trong lúc mà sư cô Minh đã bệnh và đến ngày viên tịch, quý vị trong mấy ngày qua đã họ đến và hộ niệm và tha thiết chung lòng chung sức với chư ni. Quý ni ở đây không biết nói chi hơn, xin cảm niệm công đức sâu dày của quý Phật tử cũng như các chư ni nơi đạo tràng khác. Và con cũng kính nguyện ân sư chứng minh cho chúng con được nói lên những lời tri ân đó. Và kính chúc quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, thân tâm được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.